Chuyên mục pháp luật. Quý thính giả thân mến, trong những cuộc gặp gỡ trao quà nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, lãnh đạo tỉnh Long An đã lắng nghe ý kiến phản ánh của công nhân lao động về những vấn đề bức xúc mà chủ sử dụng lao động đã áp dụng làm cho công nhân bị thiệt thòi, thậm chí chưa đúng luật. Trong chuyên mục pháp luật kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, chúng tôi xin chuyển đến quý vị phóng sự những điều bức xúc sẽ phản ánh nội dung vừa nêu. Mời quý vị cùng nghe. Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước được thành lập, đi kèm theo đó là giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trong quá trình hoạt động, có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến sức khỏe, thu nhập và đời sống của người lao động, đề ra nhiều giải pháp việc làm cụ thể, từ đó người lao động an tâm sản xuất, toàn tâm toàn ý, gắn bó với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã làm được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, còn một số nơi chỉ chạy theo lợi nhuận mà quên đi công sức của người lao động cần phải được trân trọng, nên doanh nghiệp hành xử theo ý của riêng mình mà chưa tuân thủ pháp luật một cách triệt để. Tỉnh Long An tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi động viên tặng quà cho anh chị em công nhân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bệnh tật, neo đơn nhằm chia sẻ gánh nặng của người lao động. Thông qua ý kiến của đoàn viên công đoàn và người lao động cho thấy, không phải tất cả đều tốt đẹp, hoàn chỉnh theo khung pháp luật đã quy định, mà đó này vẫn còn có những sai phạm ở một vài doanh nghiệp cần phải được điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động. Đối với anh công nhân Đào Văn Lợi, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cùng gia đình rời quê cha đất tổ được khoảng 8 năm để lên tỉnh Long An làm ăn sinh sống. Những tưởng cuộc đời cứ lặng lẽ trôi đi với cuộc sống làm thuê ở trọ, nhưng nào ngờ căn bệnh quái ác đã ập đến khi vợ anh bị bệnh dạ dày, khiến cho gia đình anh phải lâm vào cảnh khốn cùng. Chuyện gia đình đã buồn, cuộc sống công nhân cũng còn nhiều điều phải lo nghĩ, bởi không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Anh làm công nhân ở một doanh nghiệp đã 5 năm rồi, nhưng theo quy định mỗi năm công ty đều buộc phải ký lại hợp đồng lao động. Mà đáng lẽ ra theo quy định, ai làm việc từ 3 năm trở lên sẽ được ký hợp đồng không thời hạn. Do đó, anh vẫn cứ canh cánh trong lòng, đặt trường hợp giả như một ngày nào đó, nếu chủ doanh nghiệp không ký hợp đồng tiếp tục, thì cuộc sống của anh và cả gia đình biết phải ra sao. Không những vậy, do ký hợp đồng lao động từng năm nên anh không được hưởng lương theo thâm niên mà đáng lẽ ra phải có. Anh Đào Văn Lợi, công nhân nói. Trên đa đó thì ký mỗi một năm một lần và 5 năm cũng phải ký lại từ 5 năm. Như vậy thì không biết ở dân sự của công ty trên đa làm việc có đúng hay không. Cái thứ hai, hàng năm thì theo quy định nhà nước lên lương thâm niên mà không được ghép vào lao động là tiền cơ bản. Còn đối với chị Lê Thị Thu Hương cũng hết sức bức xúc về những việc làm nơi công ty đang hoạt động, như khoản tiền lương hàng tháng được nhận, tiền nghỉ phép năm không được thông báo rõ ràng và nhiều chế độ chính sách khác mà doanh nghiệp đang áp dụng. Bên cạnh đó, công ty còn giao cho công nhân phải làm rất nhiều công việc khác, không trúng ngành nghề, không phù hợp công việc mà doanh nghiệp đã tuyển. Nhưng các khoản thu nhập của anh chị em thực nhận hàng tháng cũng không có gì khác. Chị Lê Thị Thu Hương, công nhân phát biểu. Thông báo lên lương theo luật của nhà nước là năm 2017 và công ty em chưa thông báo chính thức. Công nhân thì làm quá nhiều việc nên là một số công nhân thường xuyên là nghỉ việc, và khi chúng em nghỉ việc thì không có xin đơn, rất là khó khăn. Chị Nguyễn Thị Nguyệt đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan bởi công ty cũ nơi chị làm việc trước đây bị giải thể. Khi làm công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Libra Vina từ tháng 6 năm 2016, nhưng công ty yêu cầu chị và một số anh chị em công nhân khác phải nộp sổ bảo hiểm xã hội, đó là thủ tục bắt buộc để chốt mã số nhằm giải quyết chế độ tiếp theo, trong đó quan trọng nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khi thất nghiệp, vân vân. Nhưng điều đáng nói là chỗ cũ nghỉ việc đã lâu nhưng đơn vị lại bỏ mặc không chịu chốt sổ bảo hiểm xã hội của trên 300 anh chị em. Vì vậy, làm sao ở nơi làm việc mới họ có cái để nộp theo yêu cầu, và ai là người phải chịu trách nhiệm? Chị Nguyễn Thị Nguyệt bức xúc nói. Và bây giờ công ty mới này thì người ta đòi cái sổ bảo hiểm để mới nhập bảo hiểm cho bọn em. Rồi bây giờ bọn em phải lấy cái mã số đó là người ta mới nhập vô. Bây giờ bọn em muốn nghỉ là không có sổ, mà bây giờ số lượng công nhân là 300 người đang chờ cái sổ bảo hiểm. Chăm chú lắng nghe, đồng cảm với những người trong cuộc. Mấy năm qua, tổ chức công đoàn các cấp có nhiều cố gắng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của anh chị em công nhân.
là tổ chức chính trị xã hội, họ đã đại diện cho người lao động đứng ra đàm phán, thương lượng, đấu tranh với chủ doanh nghiệp nhằm tìm ra giải pháp hữu hiệu, hài hòa để cả người lao động và chủ sử dụng lao động chấp nhận được. Tuy nhiên, trước yêu cầu của anh chị em công nhân làm việc trên địa bàn huyện Đức Hòa cho thấy, những ý kiến mà họ phát biểu là yêu cầu hết sức chính đáng, xuất phát từ đáy lòng của mình, để các tổ chức của nhà nước nói chung và của Liên đoàn Lao động nói riêng cần phải quan tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa với trọng trách được giao. Với thẩm quyền và trách nhiệm của mình, ông Bí thư tỉnh ủy Long An đã chia sẻ những khó khăn mà anh chị em công nhân lao động đang phải thực hiện, cho dù họ không mong muốn. Đồng thời, ông hứa sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cùng các ngành các cấp tìm ra giải pháp hiệu quả thiết thực, để từ đó ban hành các chính sách quy định cho phù hợp với chế định của pháp luật, để người lao động và người chủ sử dụng đồng tình. Bà Lê Thị Trết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và ông Phạm Văn Rành, Bí thư tỉnh ủy Long An phát biểu. Về doanh nghiệp, làm suốt 5 năm trời, cứ 1 năm là một tờ hợp đồng. Ở như vậy thì nó không có đúng. Chúng ta vô làm là chúng ta có ký hợp đồng, thì chắc chắn là trong đó nó sẽ có nhiều loại hợp đồng trong đó. Còn anh đã làm 3 năm liên tục thì anh phải ký hợp đồng không xác định thời hạn cho người lao động. Nhưng doanh nghiệp cố tình cứ mỗi năm phải ký lại thì làm cho người lao động mình không an tâm sản xuất. Tôi đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp hết những cái ý kiến này liên quan tới từng anh chị em công nhân ở từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó rồi về làm bản báo cáo để gửi cho tỉnh ủy và ủy ban. Trên cơ sở tôi sẽ giao nhiệm vụ cho Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các sở ngành và địa phương sẽ kiểm tra lại những doanh nghiệp và qua phản ảnh của các anh chị đó, em công nhân đó, là thực hiện lực lao động, chế độ chính sách không đảm bảo được, sẽ kiểm tra lại để mà giải quyết. Đến gặp gỡ tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và người lao động huyện Cần Giuộc, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quan tâm đến tâm tư tình cảm và nhất là những điều bức xúc mà công dân đang gặp phải. Đối với tổ chức của nhà nước, là người giữ trọng trách, là người cao tuổi nhất của tỉnh Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội đã gặt hái được trong năm 2016. Trong đó có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp nói chung và trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng. Ông Chủ tịch cũng biểu dương các đơn vị doanh nghiệp có nhiều đóng góp vì an sinh xã hội, vì quyền lợi thiết thực đến đời sống việc làm cho người lao động. Đồng thời, ông hy vọng các chủ doanh nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Long Hậu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thông thường, khi làm việc với thời gian kéo dài trong một ngày, các anh chị được công ty lo cho bữa ăn giữa ca nhằm tái tạo lại sức lao động. Nhưng ngặt một nỗi, bữa ăn thì có, nhưng chất lượng còn cần phải bàn. Với thời giá như hiện nay, một suất ăn chỉ có 9.000 đồng, thì thử hỏi làm sao đủ dinh dưỡng. Hơn nữa, cơm được nấu từ gạo chất lượng kém. Nhưng để giải quyết bài toán này, một số người mang cơm từ nhà vào để ăn, nhưng ngặt một nỗi không được công ty đồng ý. Nếu ai vi phạm thì bị chụp hình, xử phạt bằng cách trừ vào tiền lương, thậm chí áp dụng hình thức đuổi việc nhằm buộc phải ăn những suất ăn do công ty cung cấp. Ngoài ý kiến đóng góp của công nhân, rõ ràng theo quy định hiện nay là chưa phù hợp. Do vậy, các ngành chức năng như Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã ghi nhận, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể để có hướng giải quyết trong thời gian sắp tới. Để giải quyết hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng và người lao động, mỗi bên phải thực hiện hết trách nhiệm của mình. Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An phát biểu. Thứ nhất là phải chấp hành pháp luật của sở tại. Đây là điều đương nhiên. Chúng tôi cũng đề nghị các anh chị em công nhân của chúng ta. Chúng ta là bị nhiệm vụ xã hội phân công mỗi người một việc. Không thể là ai cũng làm các bộ hết. Không thể ai cũng nghĩa là phân công mỗi người việc. Xã hội quan công ta lại làm công nhân, ta cố gắng làm tròn cái nhiệm vụ công nhân mình, làm hết trách nhiệm mà công ty đã giao. Về quyền lợi thiết thân của công đoàn viên, người lao động, thiết nghĩ với những ý kiến tâm huyết của công nhân lao động, các ngành chức năng, trong đó có tổ chức công đoàn, là đầu mối, cần tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt môi trường làm việc, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc. Có như vậy, người lao động sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Quý thính giả thân mến, chuyên mục pháp luật kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt quý vị.